mời bà con và quý vị đến với chuyên mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa bà con và quý vị, theo thông báo số 290 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 25 tháng 11 năm 2019, vụ xuân năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ bà con nông dân bốn giống lúa có chất lượng tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu, không nhiễm sâu bệnh hại nguy hiểm, để thay thế cho giống Bắc Thơm số 7. Đó là các giống nếp thơm Hương Yên, Hà Phát 3, Đài Thơm 8 và TBR 279, trong đó giống nếp thơm Hương Yên có năng suất cao, chất lượng ngon, đặc biệt hương thơm đặc trưng, hạt gạo to đều, cơm sôi dẻo hơn các loại nếp khác, được ưa chuộng trên thị trường trong nước và xuất khẩu nếp thơm hương yên là lúa giống cảm ôn thuộc nhóm ngắn ngày phù hợp với cơ cấu xuân muộn, mùa sớm, khả năng đẻ nhánh tốt, độ thuần ổn định. Giống có khả năng chịu rét, giai đoạn mạ gặp thời tiết rất đậm vẫn sinh trưởng phát triển đều, tiềm năng năng suất cao, năng suất đạt từ 2,5 tạ đến 2,8 tạ một sào. Giống lúa Hà Phát 3 là giống lúa thuần do công ty cổ phần công nghệ cao Hà Phát chọn lọc và được phân phối độc quyền bởi công ty trách nhiệm Hiếu hạn Mahico Việt Nam. Giống Hà Phát 3 có thể gieo cấy được cả hai vụ. Vụ xuân từ 120 đến 125 ngày, vụ mùa từ 105 đến 110 ngày. Đây là giống đã được trình diễn ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Giống để nhánh khỏe, tập trung, bộ lá gọn, năng suất cao ổn định từ 65 đến 75 tạ một hecta, thâm canh tốt đạt 85 đến 90 tạ một hecta, khả năng chống chịu sâu bệnh và chống đổ tốt. Hạt gạo nhỏ dài, không bạc bụng, cơm mềm, đậm, có mùi thơm nhẹ. So sánh với giống bắc thơm số 7 thì giống lúa Hà Phát 3 mang những ưu điểm vượt trội, đặc biệt là khả năng chống chịu sâu bệnh. Giống đài thơm 8 là giống lúa thuần chất lượng cao do Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam Vilaset nghiên cứu chọn tạo. Đây là giống có thời gian sinh trưởng khá ngắn, vụ xuân 125 đến 130 ngày, vụ mùa 100 đến 105 ngày. Nếu rau xạ thời gian sinh trưởng rút ngắn 5 đến 7 ngày là giống cảm ôn rau cấy được cả hai vụ trong năm. Năng suất trung bình đạt 6,5 đến 7 tấn một hecta một vụ, thâm canh tốt có thể đạt 8 đến 9 tấn một hecta một vụ. Hạt gạo dài, trong, xuất khẩu tốt, chất lượng cơm ngon, thơm, có vị đậm, tỷ lệ say sát trên 70%, sinh trưởng phát triển tốt để nhánh khỏe, thích nghi rộng, chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh và chống bệnh bạc lá tốt đài thơm tám có kiểu cây gọn, lá đứng dạng lòng mo, độ bền lá đồng cao, góc lá đồng hẹp, đẻ nhánh khỏe, chịu thơm canh. Độ thuần đồng ruộng cao, chỗ thoát cổ bông tốt. Giống lúa TBR 279, năng suất vụ xuân đạt từ 60 đến 70 tạ một hecta vụ mùa đạt từ 55 đến 60 tạ một hecta Chống chịu tốt với bệnh đạo ôn trong vụ xuân, bạc lá trong vụ mùa để phát huy hiệu quả việc hỗ trợ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo bà con nông dân cần rau cấy các giống lúa hỗ trợ theo vùng cánh đồng cùng giống cùng thời vụ mô hình cánh đồng sản xuất tập trung quy mô lớn thực hiện đúng lịch gieo cấy đã chỉ đạo đúng quy trình kỹ thuật đối với từng giống lúa áp dụng các biện pháp gieo mạ trên nền đất cứng để phát huy tiềm năng năng suất của giống và giảm chi phí sản xuất mức hỗ trợ một triệu tám mươi đồng một hecta và không quá 50% giá giống Hiện nay trên địa bàn tỉnh, đàn bò sữa có trên 2.000 con. Việc chăm sóc phòng dịch được đảm bảo đã tạo nguồn thu nhập ổn định và bền vững cho người chăn nuôi. Tuy vậy, trong quá trình vắt sữa, bà con cần lưu ý các quy trình sau. Trước khi vắt sữa, phải kiểm tra kỹ các máy móc thiết bị để đảm bảo sự vận hành ổn định không ảnh hưởng đến bầu vú. Nơi vắt sữa phải khô ráo sạch sẽ, thường xuyên được sát trùng. Toàn bộ dụng cụ vắt sữa phải sạch sẽ, sát trùng phơi khô. Người vắt sữa khỏe mạnh, không mắc các bệnh truyền nhiễm, phải có bảo hộ lao động, quần áo sạch, khăn sạch trước khi vắt sữa, tắm rửa sạch sẽ toàn bộ cơ thể bò trước khi vắt sữa, thì phải đợi cho bò khô ráo hoàn toàn mới tiến hành đưa vào nơi vắt. Dùng khăn sạch, nhúng và nước có chất sắt trùng, sửa sạch bầu vú sau đó, lau bằng khăn lạnh. Chú ý là mỗi con phải dùng một khăn riêng biệt. Trong khi vắt sữa, nhúng đầu vú vào thuốc sát trùng xoa bóp kích thích đầu vú đến khi có cảm giác đầu vú đã bắt đầu cương cứng căng sữa vắt bỏ các tia sữa đầu từ mỗi núm vú vào một khay sẫm màu để quan sát màu sắc sữa mùi vị và xem sữa có bị vón không loại bỏ những phần sữa bị ô nhiễm nặng chú ý tuyệt đối không vắt sữa đầu xuống nền chuồng vì làm như vậy sẽ lây lan nguồn bệnh vắt kiệt sữa để tăng tỷ lệ mỡ sữa và giảm nguy cơ viêm vú. Sữa của những con viêm vú và đang điều trị kháng sinh để riêng và tiêu hủy. Sau khi vắt sữa, vệ sinh bầu vú, nhúng đầu vú vào dung dịch nước sát trùng, vệ sinh sạch sẽ, hệ thống máy vắt sữa, dụng cụ phục vụ vắt sữa, dụng cụ vận chuyển sữa ngay sau khi công việc vắt sữa và nhập sữa hoàn thành. Sữa sau khi vắt phải nhanh chóng đưa đến nơi bảo quản và thời gian không quá một giờ. Chú ý đến thứ tự vắt sữa, những con lưới đầu vắt trước, đến những con đang kỳ sữa đỉnh cao và cuối cùng là những con bệnh. Bò khỏe vắt trước, bò bệnh vắt sau, những con viêm vú được vắt sau cùng để tránh phát tán vi trùng sang những con khác. Bà con và quý vị thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên.